Trong cái video clip này thì bên Vstep Cà Phê xin được giới thiệu các bạn về định dạng đề thi đọc của bài thi A2 và cách ôn luyện cũng như một số cái nguồn tài nguyên cần thiết mà các bạn có thể sử dụng để học tập và chuẩn bị cho kỳ thi này. Thì chúng ta sẽ có một số cái tài nguyên gợi ý nằm ở cuối clip. Và như thường lệ thì bên mình sẽ giới thiệu trong web là vstepcafe.com. Thì đây là một cái trang web mà dự án hỗ trợ người học chuẩn bị cho kỳ thi Vstep, có thể là cấp độ B1, B2 hay là C1, và cũng như là cũng có luôn về hỗ trợ về cấp độ A2 như này. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Một số thông tin cơ bản về cái bài thi đọc này thì chúng ta sẽ có bài thi trong vòng là 40 phút, và lưu ý là chỉ là dành trong kỹ năng đọc thôi nha. Và tổng số bài đọc là 4 bài, tương đương với 4 phần thi. Nhận thức câu hỏi, chúng ta chủ yếu là làm câu hỏi trắc nghiệm, và trắc nghiệm này là có 3 lựa chọn ở phần 1 và phần 4. Và chúng ta sẽ điền từ ở phần 3 và chúng ta sẽ nối lựa chọn ở phần 2. Chi tiết cụ thể thế nào thì chúng ta sẽ đi tiếp ở cái phần sau. Và thông tin quan trọng cần phải lưu ý là chúng ta phải hiểu rằng cái kỳ thi A2 này, cái đặc biệt với cái bài đọc này trong khuôn khổ clip này á, là nó độ khó tương đương với bài thi CAT của kỳ thi Cambridge. Thì thông tin chi tiết về part 1, chúng ta sẽ có 8 câu hỏi và thời gian gợi ý là 8 phút. Nói chung là chúng ta có thể làm nhiều dành nhiều thời gian hơn, ít thời gian hơn cho phần này tùy vào cái năng lực của thí sinh. Và các bạn sẽ đọc một cái bài ngắn đơn giản, và trong cái bài ngắn đó, cái bài đọc đó thì sẽ có những chỗ bị đục lỗ. Và cho mỗi chỗ đục lỗ đó, chúng ta sẽ có 3 lựa chọn A, B và C. Và nhiệm vụ của mình là đọc cái bài đó, đọc cái chỗ trống đó và đọc 3 lựa chọn và chọn từ đúng nhất để điền vào mọi chỗ trống. Và nó tương đương với part 4 của phần thi đọc viết ở bài thi CAT. Nếu như mà có ai mà đã từng đi luyện thi rồi, hay là có ai đã từng mà học CAT hay là đọc tài liệu về CAT rồi đó, thì sẽ thấy cái bài này là nằm ở trong cái quyển đầu tiên Cambridge CAT number one, Key English for Schools. Thì cái trong cái ví dụ như cái bài này á là tương đương với cái part 1 của kỳ thi Vstep A2 đọc. Thì như bạn thấy là bài này nói về chó, rồi nó ví dụ như câu này there are three sides of Schnauzer dog, thì cái chỗ này là chỗ trống và nó cho mình 3 lựa chọn. Và nhiệm vụ của mình sẽ là chọn cái từ phù hợp nhất để cho vào cái chỗ trống này. Thì ở đây thì mình không có đưa ra lựa chọn để mà tránh làm nhiễu hay là làm cho nó khó khăn đi, nhưng các bạn cứ hiểu được rằng là trong cái nội dung của cái phần phát quanh này á là đọc và chọn từ phù hợp nhất điền vào chỗ trống, và lưu ý là lựa chọn là A, B và C. Bây giờ chuyển sang part 2. Trong part 2 này ta vẫn có 8 câu hỏi, và phần này là gợi ý thời gian là làm trong vòng 10 phút. Và nhiệm vụ là chúng ta sẽ đọc 10 thông báo ngắn dưới dạng bản thông báo ở nơi công cộng. Sau đó nối chúng với 8 câu có nội dung tương đương. Và vì có 10 thông báo mà nối với 8 câu thôi, cho nên chúng ta sẽ có hai bản thông báo không được sử dụng. Và tương đương với part 1 của phần thi đọc viết CAT và chỉ khác số lượng câu hỏi. Theo cá nhân mình thì thấy là cái phần này là phần thú vị và rất là hay. Cái hình ví dụ thế này. Ví dụ như đây chúng ta sẽ có đây cái phần thi giống như vậy. Chúng ta sẽ có 10 cái bảng thông báo giống như vậy, dưới hình thức là A, B, C, D, F, G, H, I, J. Rồi, và chúng ta sẽ có 8 câu thông điệp. Và cho nhiệm vụ chúng ta sẽ là đọc những câu đọc bản thông báo này và nối nó với câu thông cái câu nào mà mang nghĩa phù hợp nhất với nó. Ví dụ, đã có một số ví dụ sẵn các bạn, ví dụ như we can answer your questions.
Thì bạn đọc cái câu này bạn thấy là chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn. Thì cái bảng nào dưới đây nói lên cái nghĩa đó? Cái bảng nào dưới đây mang nghĩa là chúng tôi có thể trả lời câu hỏi của bạn? Thì đó chính là cái bảng E, information, thông tin. Thì bởi vì cái bảng này nó mang nghĩa là thông tin và nó tương đương với câu là we can answer your questions. Thì cho nên nó là câu trả lời là zero là tương đương với là y. Đó là câu ví dụ thôi. Còn cái nhiệm vụ của bạn là phải đọc những cái bảng này và nói với câu tương ứng. Như mình nhìn ở đây mình thấy tại vì này mình cắt để mà nó phù hợp, nó ghép vào khớp với lại cái màn hình đó, cho nên mình không cắt hết đủ cho các bạn. Ví dụ như chỗ này em đã có câu số 4 là be careful when you stand up, thì nó tương đương với lại câu là mind your head, nghĩa là hãy cẩn thận cái đầu của bạn, nghĩa là này cái câu này ha, đọc cái bảng này rồi match với câu nào phù hợp. Thì mình thấy rõ ràng là cái câu C này tương đương với lại câu số 4 là be careful when you stand up, khi đứng dậy là phải cẩn thận, thì tương đương với là hãy để ý cái đầu của mình. Rồi còn mấy cái câu này thì nó có câu A, adults to 50 pounds and under 12 free, thì nó sẽ khớp với lại câu là children do not have to pay, nghĩa là học sinh thì trẻ em thì không cần phải thanh toán, không phải trả tiền, thì tương đương với lại câu này, cho nên là câu số 2 sẽ tương đương với lại A. Rồi đại loại là như thế. Thì bạn lưu ý là sẽ có 10 cái bảng như thế này và có là 8 cái câu cần phải nối với lại một cái bảng đó. Và lưu ý là có hai cái bảng không cần thiết phải sử dụng. Rồi, chúng ta chuyển sang phần số 3. Rồi, trong phần số 3 này là một cái phần là ta cũng hơi bị khó một chút xíu. Là số câu hỏi là 7 câu và chúng ta có thời gian nghỉ là 10 phút. Nhiệm vụ là đọc hai mẫu thông tin khác nhau nhưng có liên quan với nhau. Thì sau đó điền thông tin còn thiếu vào một cái mẫu riêng. Thì thông thường sẽ là một quảng cáo hay là thông báo tuyển người hay là một lời mời nào đó, rồi đi kèm với một cái email hoặc một cái tin nhắn, và cái cuối cùng là một cái note mà mình cần phải điền vào. Thì này là tương đương với part 3, no, part 8 của phần thi đọc viết của phần CAT. Thì đây là một cái bài ví dụ trong cái part 8 của bài CAT á, mà nó tương đương với lại cái phần thi này đó. Thì nó sẽ là read the notice and the note from Sheila, rồi complete Andy's note. Đây là một cái và cái notice này là về cái Walton College Film Club, câu lạc bộ phim, mở vào lúc là cứ cứ họp vào lúc là 8 giờ tối mỗi thứ ba, và tại cái gọi là Drama Studio, và ngày 2 tháng 4 nó chiếu phim City Lights, và ngày 9 tháng 4 nó chiếu phim The Last King. Và học sinh thì trả bao nhiêu đây, và người không phải học sinh thì trả bao nhiêu đây. Và đọc cái note của anh cái note của thằng Sailor này, thì đọc cái này bạn thấy là đây nó gửi cho Andy, và lưu ý ngày tháng. Let's go to the film club next week. So we get the tickets from the college office. Remember we pay the cheaper price. Đại loại như thế. Thì bạn thấy là rõ ràng là đây là một cái notice, một cái thông báo, và đây là một cái ghi chú, một cái tin nhắn của người này gửi người kia có liên quan đến lại cái notice này. Và sau đó là nhiệm vụ là mình phải hoàn tất một cái note có liên quan, ví dụ như đây ngày thứ ba, rồi ngày lấy từ đâu, name of film lấy từ đâu, starting time rồi thời gian bắt đầu, thông tin này lấy từ đâu, rồi giá vé là bao nhiêu lấy từ đâu, và gặp Sheila ở đâu lấy từ đâu. Thì tất cả là năm cái lựa chọn này á, năm cái chỗ trống này á là cần phải được điền vào, và thông tin đến từ hai cái cả hai cái mẫu thông tin này, đến từ cái notice và đến từ cái note. Và lưu ý là cái trong cái bài thi á, thật á, thì chúng ta sẽ có 7 câu, nhưng mà trong bài thi CAT này á thì nó chỉ có 5 câu thôi, nhưng mà về cơ bản thì cái dạng thức bài thi là như nhau. Rồi, chúng ta chuyển sang phần cuối cùng là phần khó ăn nhất. Là trong cái này là bạn sẽ đọc và số câu hỏi là 7 câu và mỗi cái thời gian gợi ý là 12 phút.
Và nhiệm vụ của phần này là các bạn đọc một bài đọc, sau đó trả lời 7 câu hỏi trắc nghiệm. Và mỗi câu hỏi có 3 lựa chọn A, B và C. Thì cái bài này, bất kỳ cái bài đọc nào mà có câu hỏi trắc nghiệm thì đều có thể là thông tin, đều có thể là cái bài tương đương với lại cái bài số 4 là cái part 4 này. Tuy nhiên thì ở đây nó có tương đương part 4 của phần thi đọc viết của phần CAT. Thì bạn có thể thấy trong phần CAT á, nó có cái ở cái phần đọc viết á, nó có cái bài là part 4 của nó, thì có một cái bài đọc giống như thế này là read the information about three books and then answer the question. For question 21 to 27, mark A, B, C on the answer sheet. Thì chúng ta sẽ thấy là cái bài đọc nó sẽ cũng có cái độ chữ, cái độ dài, số lượng chữ tương đương và nó cũng có số lượng câu hỏi tương đương và nó có ba cái câu trả lời cho mỗi câu hỏi. Thì cho nên nếu bạn nào mà muốn ôn luyện cho phần này á thì có thể là kiếm cái sách nào mà về CAT và kiếm cái bài đọc là đọc viết và chuyển tới cái part 4 để học hết những cái bài về nó. Đây là cái câu hỏi tương đương, ví dụ như which book is about somebody who is very poor, which book is about somebody who would like to work in a hospital, thì which book is by somebody who worked in a school. Thì các bạn có thể thấy là cái lượng cái dạng thức câu hỏi này nó cũng không quá khó. Rồi thì các bạn đã hiểu được là cái bài đọc kỳ thi A2 này á, nó có tất cả là 4 cái phần và mỗi phần là cái số lượng câu hỏi và cái nhiệm vụ cần làm là gì. Thì bây giờ cách ôn luyện chuẩn bị cho nó là gì, thì tốt hơn hết thì các bạn vẫn phải phát triển kỹ năng tổng quát về đọc, các bạn vẫn phải học từ vựng, các bạn vẫn phải học ngữ pháp. Và đặc biệt là trong cái phần part 1 á, là các bạn là phải vẫn ngữ pháp mới làm được và đọc các bài đọc ngắn. Thì một cái quyển sách mà giới thiệu với các bạn là quyển sách về Collins English for Life ở cấp độ là A2 Pre-Intermediate. Quyển này rất là hay. Nó có những cái chủ đề và những cái tình huống rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày và các bạn có thể dùng nó để mà ôn lại những cái cấu trúc, ôn lại những cái từ vựng, học thêm từ vựng mới và học cái cách mà người ta dùng sử dụng ngôn ngữ khi mà đọc trong những cái tình huống thường ngày. Và ngoài ra thì như nãy giờ đã trình bày thì các bạn có thể thấy rằng cái kỳ thi đọc của A2 này rất là giống với lại cái bài thi CAT, cho nên tất cả những cái tài liệu nào mà có dính dáng với lại CAT thì các bạn cũng nên dành thời gian để mà luyện tập. Thì các bạn có thể xem mua tập sau đây. Thứ nhất là bộ Cambridge là có quyển là CAT từ 1 đến 7 thì có 7 cuốn tất cả đó, thì các bạn phải bắt buộc là phải học hết cái này. Và ngoài ra thì có thêm những cuốn khác như là Cambridge CAT Extra, là Objective CAT hay là Target CAT for Schools, thì các bạn có thể dành thời gian để mà các bạn học hết mấy cái nguồn tài liệu này. Thì chắc chắn là khi mà các bạn làm bài thi đọc các bạn sẽ rất là quen tai và chỉ tập trung vào những cái phần nào mà mình đã nói ở trên kia thôi. Thì nguồn tài nguyên thì các bạn có thể tải để thi mẫu về tại cái đường dẫn này hay là vào trang vstepcafe.com, các bạn có thể thấy được. Và nếu mà các bạn muốn nhận cái tài liệu đề cập trước đó, là những cái bộ về Cambridge, về CAT 1 đến 7 hay là về Objective CAT, Target CAT for Schools gì đó, thì các bạn có thể liên hệ với vstepcafe@gmail.com hoặc là vào trang này thì sẽ có những cái cách để bạn liên hệ với bên mình. Thì nói chung là nếu mà có cần gì các bạn cứ comment trên trang vstepcafe.com hoặc là liên hệ với mình email thì mình sẽ cố gắng trả lời hết. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.